Các bạn thân mến, cá sấu được biết đến là loài động vật xuất hiện từ cổ xưa nhất trái đất. Cho đến nay, chúng vẫn giữ được nét nguyên thủy cho mình. Trải qua nhiều năm tiến hóa, chúng là những sát thủ thực thụ. Tạo hóa đã trang bị cho cá sấu sức mạnh và kỹ năng săn mồi thiên bẩm. Thế cho nên là chúng được kêu với cái tên rất chiến, vua đầm lầy. Oai phong là thế, nhưng tưởng sẽ không có loài động vật nào dám đến gần chúng. Đã có rất nhiều lần, chúng đã phải thất bại thảm hại ngay trên chính địa bàn của mình và được ưu ái được đặt chỗ đẹp trong menu yêu thích của một số loài có máu mặt. Đố các bạn biết đó có thể là những loài động vật nào? Chưa đoán ra nổi đúng không? Vậy thì để Mít nói cho mà nghe, à nhầm xem nhé! Một, chăn anaconda. Anaconda là loài chăn nổi tiếng trong truyền thuyết, thường được nhắc đến trong các bộ phim hành động bằng hình tượng một con quái vật khát máu, có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì mà chúng thích. Tuy nhiên, sự thật là chăn anaconda ở vùng rừng rậm Amazon lại khá kén ăn. Thực đơn chính của loại bò sắt không chân này là hươu, nai, lợn rừng và nếu có cơ hội là cả báo đốm và cá sấu cũng được liệt kê trong danh sách người yêu cũ của chúng luôn. Lẽ dĩ nhiên, con người chẳng phải là món khoái khẩu của chúng. Lý do là bởi một con anaconda không thể thở và nuốt con người cùng một thời điểm. Vì lẽ đó nên việc phải xơi một con mồi lớn thực sự khiến chúng có nguy cơ chết vì ngạt thở, chưa kể đến việc mất thời gian và công sức. Cho nên, các bạn đừng có tin vào phim ảnh làm gì nhé. Trong thế giới động vật, chăn anaconda thường xuyên chạm mặt với ông vua đầm lầy và cũng vừa hay được liệt kê vào thực đơn ưa thích của chúng. Nhưng có một điều nên biết là, phải mất đến 3 ngày thì loại dịch ăn mòn cực nhanh trong dạ dày của loài chăn này mới có thể tiêu hóa được hết lớp da bọc thép của con cá sấu. Tuy nhiên, đúng là chăn tính thì không bằng trời tính. Có một câu chuyện khá hài hước xảy ra cách đây gần chục năm. Trong một cuộc đi săn, chú chăn lớn đã tóm được một con cá sấu Caiman, nó uốn thân xung quanh rồi siết chặt cơ thể để kết liễu con mồi. Tuy nhiên, thì cá sấu Caiman cũng chứng minh cho chăn thấy là mình là một con mồi không hề yếu thế. Trong tình thế nguy cấp đó, nó vẫn kịp đớp lấy đầu con chăn bằng chiếc mõm dài của mình và quyết không buông khiến con chăn đau đớn. Bỏ ra đi bạn ê! Bạn bỏ mình ra thì mình sẽ bỏ bạn ra! Cá sấu mặc dù toàn thân tím tái nhưng miệng vẫn lẩm bẩm. Thả bạn ra thì mình chết, mà không thả bạn ra thì mình cũng chết. Ui, khổ như bạn, quên mình xích hết rồi. Chăn ta nghe vậy cười khẩy. Được, để xem bạn ngậm đầu mình được đến bao giờ. Còn chăn cười khà khà rồi cuốn chặt hơn. Thế nhưng mà chăn quên mất một điều rằng, càng cuốn chặt hơn thì các răng nhọn của cá sấu lại ghim sâu vào đầu mình hơn. Và kết quả cuối cùng như thế nào thì các bạn cũng biết rồi đấy. Cả hai con đều chết. Còn cá sấu chết vì ngạt thở, còn con chăn chết vì nát bét đầu. Như vậy là thế giới động vật đã mất đi hai nhân tài có chỉ số IQ ngang ngửa nhau rồi. 2. Cá trình điện. Cá trình điện hay còn gọi là lươn điện là loài động vật sống nhiều ở vùng sông Amazon. Một con lươn điện trưởng thành có thể dài đến 2,75m và nặng tới 22kg. Ở mỗi bên sống lưng của nó là 70 cột phát sóng với điện thế lên đến 900 cho tới 1000V. Thông thường, lươn dùng điện thế để định hướng và thăm dò môi trường nước đục. Những chỗ tối tăm để tìm kiếm thức ăn bao gồm cá tôm và động vật không xương sống. Và một khi xác định được con mồi, trình điện sẽ không bao giờ để con mồi trốn thoát. Những loài động vật như cá sấu mà vô tình đớp phải con trình điện thì đúng là tập xác định. Bởi vì mỗi khi cảm thấy bị tấn công, trình điện sẽ ngay lập tức phóng ra liên tục 10 cho đến 30 cú giật quyền lực. Chẳng khác nào sấm sét diễn ra trong khoảng từ 1 đến 30 giây khiến cho đối phương tê liệt tại chỗ. Điều này có thể dễ dàng khiến loài bò sắt khổng lồ kia lên nóc nhà là bắt con gà bất cứ lúc nào, giống như trường hợp sau đây. Ngày xưa, có một anh Tây đi vào rừng câu cá, thì bất thình lình gặp một em cá sấu non dại, chưa trải sự đời đang rủ lươn điện cùng nhau lên bờ đi dạo. Nhưng khổ nỗi là anh luôn bị thiếu oxy, nên sấu ta quyết định hô hấp nhân tạo cho chú lươn, thì ối rồi ôi luôn. 3. Hà mã. Có thể nói cá sấu là vị vua của vùng đầm lầy, thế nhưng vị quái vật đầm lầy này cũng phải dè chừng một đối thủ, đó chính là hà mã. Tuy không phải là loài ăn thịt thuần túy, nhưng hà mã vừa to con lại sở hữu nhiều vũ khí đáng sợ, ví dụ như lớp da dày ngang áo giáp, chiếc hàm rộng, lực cắn đủ mạnh để xé xác bất kỳ loài vật nào. Mới đây, một cảnh tượng đã được ghi lại.
một con bí mật mai phục giữa đầm lầy. Khi đó, cá sấu phát hiện thấy một chú hà mã con đang đứng đơn độc một mình. Khi đó, ngay lập tức, nó tiến tới gần cắn chặt con mồi, lúc này hà mã mẹ đang đi kiếm ăn. Hà mã vốn không phải là loài động vật ăn thịt, có lẽ nó không hề nghĩ tới rằng chỉ mới rời xa con một chút thì chú hà mã con đã bị cá sấu tấn công, cắn chết không thương tiếc. Còn cá sấu kia chỉ một nhát cắn, chặt đã làm chết con cá sấu con. Đang lúc con cá sấu ăn no và đắc ý với chiến lợi phẩm của mình thì hà mã mẹ đã nhìn thấy cảnh tượng này và ngay lập tức chạy tới. Lúc đó con cá sấu chưa hề hay biết. Đến khi con cá sấu cảm nhận được rằng phía sau có động tĩnh thì tử thần đã ở ngay sát bên. Hà mã mẹ tức giận xông tới cắn ngang người con cá sấu con. Cá sấu chỉ còn cách dùng tứ chi giãy giụa thoát khỏi hà mã mẹ. Thế nhưng, với sức mạnh của con hà mã to lớn này đã không thể cho con cá sấu thoát khỏi tầm tay được và cuối cùng con cá sấu đã phải bỏ mạng. Túm lại cái quần là đừng có động vào đồng bọn nhà đầu trâu mặt ngựa, kẻo có ngày đẹp rơi nhưng lại tối đen như cuộc đời chị dâu. 4. Ngựa vằn. Trong một vài trường hợp hy hữu, gọi là may mắn đi, ngựa vằn chống trả quyết liệt và thoát khỏi hàm cá sấu một cách vô cùng ngoạn mục đấy nha. Một con ngựa vằn đã trở thành mục tiêu tấn công của quái vật đầm lầy cá sấu. Nó bị kẻ ăn thịt cắn vào chân trước, khiến cho việc chạy trốn gặp vô vàn khó khăn. Cá sấu là loài có lực cắn mạnh, thế nên việc thoát chết là việc không tưởng. Thế nhưng trong lúc thập tử nhất sinh, cái chết 10-10 đang hiện hữu, thì nỗ lực phi thường đã giúp ngựa vằn có thể làm nên điều kỳ tích đầy ấn tượng. Bằng khát khao sống cháy bỏng, con ngựa vằn đã chấp nhận đau đớn để vùng vẫy thoát khỏi cặp hàm của cá sấu. Nó dùng sức kéo lê kẻ ăn thịt và dùng chân còn lại đạp thẳng vào mặt cá sấu. Còn cá sấu bất ngờ trước đòn phản công của ngựa vằn, nó bị đẩy ngược về phía sau. Nhân cơ hội đó, ngựa vằn phi hết tốc lực, chạy thật nhanh, tránh ra khỏi hố tử thần. Ngựa vằn một lần chơi lớn, xem các cá sấu có trầm trồ không, và thế là cá sấu liền nói... Năm, báo đốm. Sở hữu lực cắn mạnh thuộc top 4 trong số những loài có cú đấm uy lực nhất hành tinh, báo đốm cũng được xem là một trong những tử thù của cá sấu. Trong một khúc sông lớn ở khu đầm lầy, anh quay phim bất tử người Brazil đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến có 1-0-2 giữa vua rừng già báo đốm và cá sấu Nam Mỹ. Cuộc chiến giành sự sống giữa hai loài trên cạn và dưới đầm lầy này đã diễn ra trong vỏn vẹn 20 phút. Báo đốm là những kẻ săn mồi chuyên nghiệp. Nó rón ra rón rén như mấy anh trộm chó, từ từ tiến lại gần cá sấu một cách nhanh nhất có thể, tránh bị con mồi phát hiện. Khi cự ly giữa hai con vật ngắn hơn, báo đốm dùng hết tốc lực lao tới vô cá sấu. Kẻ săn mồi chọn thời cơ thích hợp, khôn ngoan, ngoác miệng rộng rồi cắn thật nhanh vào hầu con cá sấu. Còn cá sấu đang hưởng thụ một ít vitamin D thì phát hiện quá chậm, cố giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của con báo. Cá sấu sau nhiều phút quằn quại, nó lọt thỏm vào vòng vây của kẻ thù và chịu chết, và thế là tắt đèn của ngôi cá tố. 6. Sư tử. Cả sư tử và cá sấu đều là những tay săn mồi chính hiệu bậc nhất trong khu vực mà chúng sinh sống. Nếu như trong các đồng cỏ rộng lớn thì sư tử là những ông vua quyền uy, thì dưới nước cá sấu cũng chẳng ngán ai cả đâu, nếu không muốn nói là vô địch thiên hạ. Thế nên cuộc chạm trán của hai đại cao thủ võ lâm này cũng không phải là hiếm. Video dưới đây ghi lại một đàn sư tử trả thù con cá sấu khi nó cả gan bắt nạt sư tử con. Cả bầy sư tử cái kéo đến hỏi tội con cá sấu. Con cá sấu không hề có ý định bỏ chạy, nó thậm chí còn làm bị thương một con sư tử cái. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, con cá sấu bị bầy sư tử tấn công dữ dội, nhưng nó cũng cho thấy mình không phải là một đối thủ dễ ăn. Con cá sấu kiên cường chống trả và làm một con sư tử bị thương, nhưng các bạn đã đoán được kết quả ra sao rồi đấy. 3-1 không chột cũng què, con cá sấu trở thành bữa ăn của bầy sư tử. Một kết cục buồn cho hành động ngông cuồng phải không nào? 7. Cá mập. Cuộc chiến đầy ấn tượng dưới đây đảm bảo rằng các bạn rất ít khi được chiêm ngưỡng trong tự nhiên. Đó là khoảnh khắc vô cùng quý hiếm khi được quay lại từ trên không. Một con cá sấu nước mặn có kích thước khổng lồ đang bơi tại vườn quốc gia bán đảo phía bắc nước Úc. Bạn có đoán được mối nguy hiểm nào đi sau con cá sấu này không? Đó chính là những con cá mập háu đói.
một cuộc rượt đuổi đã diễn ra trên đại dương. Số lượng cá mập càng lúc càng tăng lên nhiều hơn, chúng thậm chí vượt lên tấn công cá sấu, trong khi con vật này vẫn đang ngậm chặt một con rùa biển trong miệng. Trước sự tấn công của cá mập, cá sấu không hề phản đòn, nó chỉ bơi loanh quanh, cố gắng né tránh những kẻ săn mồi lì lợm này. Cả cá sấu và cá mập đều mong muốn có một con rùa biển cho bữa tối của chúng. Thế nhưng đàn cá mập lại nhanh chóng tóm gọn được con cá sấu và dìm nó xuống nước, ép buộc con cá sấu phải nhả rùa biển và vung vẫy để thoát khỏi sự bủa vây của đàn cá mập. Lần đi săn này của cá sấu hơi kém may mắn rồi. 8. Cá sấu và đại bàng. Hết bị trở thành con mồi cho các đối thủ lớn xác, cá sấu lại trở thành trò cười cho những con mồi nhỏ của chính nó. Đoạn video ghi lại cảnh đại bàng cả gan cướp mồi từ miệng cá sấu. Con đại bàng châu Phi xà xuống, chụp gọn bữa ăn của cá sấu bằng tốc độ chớp nhoáng và bộ móng vuốt sắc nhọn. Thế là chàng cá sấu ta bị cướp trên rán mướp rồi. Chim đại bàng dùng chân gắp gọn con cá từ miệng con cá sấu và bay đi xa, bỏ lại cá sấu hoang mang vì bị cướp mất đồ ăn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chúng ta vượt điểm qua những lần thất bại của vua đầm lầy. Bạn ấn tượng với tình huống nào nhất? Hãy để lại comment dưới video để cho Mít cùng biết nhé. Đừng quên subscribe kênh để khám phá thêm nhiều video hay nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.